Giai đoạn chung chào mọi người nhé, mọi người tiếp tục sửa điều hòa nhé. Hả? Ừ, nó bị thần kinh đấy. Hấp hấp. Ok. Cái bút đâu nhỉ, sao nhỉ? Cái màu hàn bút qua đâu nhỉ? Qua chú cân. À, hôm qua anh em mình bắt được túi, đúng rồi, đúng rồi. Túi kia, đúng rồi. Túi kia. Chứ ông còn sống hay uống rượu rồi, bảo anh có vợ như thế chắc anh uống rượu suốt. À, còn thiếu bước này nữa nhá. Cơm với nhà anh, à, thích làm đồng là mất tiêu làm để có cơm ăn, kéo về đấy, không nghe, tao về, cơm còn rẻ ăn. Đây bây giờ anh chỉ có dám nói chuyện với chú ấy, chứ còn cái đội dưới đấy thì đéo giờ anh nói luôn. Địt mẹ mày, nói mình chả được cái đầu người, bị ghét chết lộn. Đéo nói địt mẹ, nói bị ghét một khi đã thế rồi thì đấm buổi.
anh nhà anh có thằng nào rẻ như thế nhưng mà bắt mẹ anh như thế thì chỉ phút mốt lên đường hết. Chị em nhà này thì cả lành, nó chỉ nói mồm nếu hành động. Thương mẹ, thương đéo gì, thương bắt mẹ đi làm ô xin đúng không? Tìm đi. Ví đây, anh đổi điện đó. Dậy nghỉ ngơi ngủ uống nước đi. Đổi điện đó. Chứ làm đâu làm thôi chứ. Không làm thì sợ bọn trẻ con nó đói. Thì thế rồi. Bọn nó làm nó chả đủ ăn. Thằng kia thì nó... Em thì hơi mở ra làm đâu bỏ chuyện với mấy năm này. Thì thế rồi, em mở ra anh có làm đâu. Giờ tầm này, tuổi này thì... thích làm gì thì làm thôi cho nó khỏe thôi. Cái con lại không làm hộ lúc đấy lại nói. Cứ nói trước. Alo. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.